bao nhiêu đời lòng người thỏa những ước mong. Biển bừng lên ánh sáng soi ngày từng ngày ước mơ mang ánh sáng cho đời. Cứ trong lao động niềm vui sao người thơ giọt mồ hôi trên những công trình. Núi
rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xuôi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xuôi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Xanh lá muôn đó hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xuôi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xuôi bóng và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta xa hay cùng đến nơi tây bắc khi xuân về, lòng non gương mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua,
ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ đến một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng, cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Ánh nắng gió lạnh mây trắng bay, nhìn quanh tôi một chùm núi cao hoa vào mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời người phương xa hãy cùng đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Lọc non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ nên một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng, cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng, cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Ngủ đi từ bản nào về
cho lóng buông cho lỗ lùng đàn môi giao duyên vùng cao phiên chờ nỗi thương cô rồi vui quá. Và trong trận chạy đánh thực dân Pháp ở Mường Vồn, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km, trận chiến được diễn ra vô cùng gay go và ác liệt. Đơn vị của đồng chí Bế Văn Đàn bị thương vong nặng, hy sinh hầu như hết, chỉ còn 17 người cùng với 2 khẩu trung liên, một khẩu không bắn được vì xạ thủ hy sinh, một khẩu của đồng chí Chu Văn Bù chưa bắn được vì không có chỗ đặt chân súng. Và trước tình thế lúc bấy giờ, đây có trưng bày vũ khí và quân tư trang của binh lính Pháp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ như là đầu đạn pháo 155 ly, gọi là vua chiến trường lúc bấy giờ đấy ạ, súng phun lửa, tia hồ ngoại quan sát vào ban đêm. Và đây là tấm ghi sách được Pháp mang từ biên giới Pháp sang để xây dựng hệ thống công sự tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đây có các loại mìn như là mìn này, mìn kém, mìn kiềng. Phía bên đây thì có súng đạn liên, súng cối, trọng liên. Và sau khi xây dựng xong tập đoàn của Điện Biên Phủ, thì đội quân 45 được điều giáo vào Điện Biên Phủ. Và tại đây, bộ chỉ huy của ta đã đưa ra phương án đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trong vòng 3 đêm 2 ngày để thắng lợi. Và đây là sơ đồ để những phương án tác chiến đánh nhanh thắng nhanh. Ta tập trung toàn bộ tinh lực hỏa lực công công đánh thẳng vào trung tâm, làm phân tán lực lượng địch, kết hợp cầm trung đánh ra. Ngày 6 tháng 1 năm 1954, đại tướng Võ Nguyên Giáp mới quyết định thay đổi phương án tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Bộ chỉ huy chiến dịch cũng là điểm dừng chân cuối cùng, đó chính là tại khu rừng Mường Phăng, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38 km theo đường bộ và 17 km theo
đường chim bay. Đây là điểm dừng chân thứ ba, cũng là điểm dừng chân cuối cùng. Và những mái lá đơn sơ được nằm ẩn mình giữa tán rừng đại ngàn, men theo một con suối nhỏ hình vòng cung ôm lấy chân đỉnh núi Bố Đồn trên diện tích tự nhiên khoảng 9. Giới năm 1950 và chính khẩu pháo này đã bắn vào trung tâm đề kháng Him Lam, mở màn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Và trong chiến dịch Điện Biên Phủ ta cũng có đã huy động được 24 khẩu, cũng có 24 khẩu các bạn ạ. Vâng. Và khi được giới thiệu với các bạn, đây là mô hình tất hỏa điểm thì anh đã giữ người nhảy vào bình lửa cho mai cũng tất hỏa điểm cố định. Và đây cũng là lần cuối cùng của anh Phan Đình Phước được chiến đấu cùng với đồng đội của mình. Và hiện nay anh được an nghỉ tại nghĩa trang A1 đối diện với Bảo Đàm. Vâng, và xin được giới thiệu nhân bản đi trong Trung Quốc và trong các viện trợ lại cho Việt Nam của mình. Vâng.
đến vẫn trở về giữa mùa hè hoa nở, miền Tây bắt tưng bừng vui. Bạn mừng xưa nước lúa với chồng kia đã đến bé giữa đường các tay xe hoa. Hồng đường chiến thắng ta tiến về đoàn sẽ vững tiền tuyến, vây chào pháo binh vượt qua. Dùng đại bác quân là ngụy trang, từng ngàn gương vương trắng dân là ngụy trang. Chiếc áo sương vui từng ngày lên tay vong, đồng bào nao nức mong ta trở về. Giờ chiến thắng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Núi sông mừng lên, đất nước ta sáng ngời cây trồng liên miên. Chiến thắng từng vùng trên trời, đại bóng miền Tây bồ đề ta đã mau trưởng thành. Thắng trận Điện Biên Phủ, ngang nhiên quyết tâm ở trên. Đổ mồ hôi pha núi mà cầu vượt rừng qua suối đắp đường người về đây. Phương từ biển đánh trắng ta tiến lên, lừng lừ như bao cát. Quân thù mấy cùng bài tan, vang lừng tiếng súng khi mừng công. Hoa lòng ta dâng máu mấy lâu chờ mong. Giết bao sương vui như quê phơi phơi, đường chân hăng hai thì ta trở về. Dường nhớ chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Chiến sĩ Điện Biên, thế giới đang tan vỡ, chiến tranh thay thắng lợi, góp sức xây dựng hòa đường lên Tây Bắc quanh co
ta sẽ di chuyển tham quan hệ thống phòng tuyến thứ nhất có tên gọi là Locotinacum. Và sau đó mình sẽ di chuyển tham quan hệ thống phòng tuyến thứ hai. Và phía trên có chữ A1 và dính trên một nước nữa, đó là một chiếc xe tăng và một chiến lợi phẩm mà ta đã thu được của dân Pháp. Và bên cạnh chiếc xe tăng là một ngôi mộ tập thể của 4 chiến sĩ đã hy sinh khi mà tiêu diệt chiếc xe tăng bên cạnh. Và sau đó là chúng ta sẽ di chuyển tham quan căn hầm cố thủ ạ. Phía trên, mình sẽ di chuyển đến phía trên, mình sẽ qua nước sát ở hố bộc phá. Một khối thuật nổ lớn nặng 960kg nằm nổ tung trên đỉnh đồi. Và trước thời cơ đó thì chúng ta đã xông lên giải phóng hoàn toàn cái điểm đối một vào lúc 4:30 hôm 7 tháng 5 năm 1954. À, sau đây kính mời quý đàn xem. Và đây là chúng ta đang có mặt tại hệ thống phòng tuyến thứ nhất có tên gọi là Locotinacum. Sở dĩ vì sao mà có tên gọi là Locotinacum là vì trước kia có một cây đa rất là lớn ạ, bên cạnh cây đa có đền thờ Đức Thánh Trần. Và sau khi mà Pháp chiếm Điện Biên Phủ thì Pháp đã cho chặt ngọn đa giữa đền thờ Silocop và thân cây còn lại giống hình thằng người, nên người ta mới gọi là Locot cây đa cụt này. Nhiệm vụ tiêu diệt cái vị trí này được giao cho tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đoàn 316 đảm nhiệm. Và trong 10 ngày đêm, tiểu đoàn có nhiệm vụ là vừa chiến đấu và xây dựng trận địa dưới tầm hỏa lực của thực dân Pháp. Và thực dân Pháp biết được ý định của chúng ta nên đã kìm kẹp ta từ ba phía. A3 bắn lên là vị trí bảo tàng bây giờ ạ. A1 bắn xuống và Locot kia cụt bắn thẳng. So với quyết tâm tiêu diệt bằng được cứ điểm đối một thì đến 1:30 ngày 7 tháng 5 thì chúng ta đã chiếm được cái vị trí này. Chúng ta tiêu diệt gọn một trung đội địch phá hỏng 3 trung liên và chạy được đường hào xuất hiện của quân Pháp đến cứ điểm. Vị trí này chúng ta chiếm được cuối cùng, nhưng mà chúng ta lại tham quan đầu tiên là đi theo cái tuyến ta qua cống con đường 41 thì gọi trên đây của đường Võ Nguyên Giáp đến cứ điểm. Vậy nên hệ thống đường hào này để chúng ta tôn tạo lại nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ạ. Thì cái bao tải này xưa hoàn toàn bằng cát hết ạ, nên chúng ta tôn tạo là đổ bê tông. Và đặc biệt là xung quanh ở đồi trước kia thì sẽ phát bố trí toàn bộ hệ thống hàng rào với thép gai, có sát cái các loại gì và hệ thống hàng rào này đây chúng ta cũng sẽ chúng ta đọc. Còn trước kia thì gọi đồi này có tên gọi khác nhau. Thời kỳ xung đột trên đất thì gọi đồi này có tên gọi là đồi Lại Trượng ạ. Một câu chuyện buồn giữa một tên Hiếu và một tên Tình, giữa nàng Ho Quảng và chàng Lại Trượng. Và sau khi mà Pháp chiếm Điện Biên Phủ 1890-1945 thì Pháp đã chọn gọi đồi này để xây dựng khu đồn trú nên gọi là đồi Đồn Tây. Và đến năm 1953 thì một lần nữa Pháp lại chiếm Điện Biên Phủ và Pháp đã đặt cho gọi đồi này là Elian Hai, tên một người con gái đẹp của nước Pháp ạ. À, các bác muốn chụp ảnh ở đây mình sẽ di chuyển lên phía trên ạ. Vâng ạ, tí các bác có thể chụp ảnh xong thích ạ. Là các học sinh cấp 2 đấy ạ. Vâng ạ, các quý đoàn sẽ định tập trung ở vị trí này ạ. Vâng ạ, cháu giới thiệu với các cô chú là trong chiến dịch Điện Phủ thì chúng ta phát được Mỹ ạ, viện trợ lên đến 73%. Các bác có nhiều các bác đấy ạ. Với mục đích là muốn động viên binh lính Pháp phải chiến đấu anh dũng quả cảm như anh hùng xứ Andersen. Và tuy nhiên thì chiếc xe tăng này đã bị 4 chiến sĩ chúng ta dùng súng bazooka bắn cháy vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954. Khi chiếc xe tăng này bốc cháy thì đồng thời là 4 chiến sĩ chúng ta đã ra đi mãi mãi. Và xin giới thiệu với đoàn bên đây ạ, là một ngôi mộ của 4 chiến sĩ ạ đã hy sinh khi mà tiêu diệt chiếc xe tăng bên cạnh. Tạo thành bức tường thành vững chắc nhất để che chở cho quân khu trung tâm, đó là căn hầm của tướng Đờ Cát Tơ Đi. Và tại đồi A1 này đã có hai trung đoàn đã tổ chức thay nhau chiến đấu, đó là trung đoàn 102 của đại đoàn 308 Nguyễn Hồng Sinh và trung đoàn 174 của đại đoàn 316 Nguyễn Hữu An đã tổ chức thay nhau chiến đấu trên cứ điểm đồi A1 này suốt 39 ngày đêm trong tổng số là 56 ngày đêm của chiến dịch. Và chúng ta đã tổ chức được 4 đợt tấn công, 1 đợt phòng ngự và đánh lui được 30 đợt phản kích của quân Pháp. Và kính thưa quý đoàn, là khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954 thì các cỡ pháo của quân đội nhân dân Việt Nam đồng loạt nhả đạn vào các cao điểm phía đông, trong đó có ngọn đồi A1. Và trung đoàn 174 chúng ta đã chia làm hai mũi tấn công, bắt đầu đột kích từ đồi cháy đến đồi nhiều bụi tre nha. Và đồi ép ạ, theo hướng tây cháu chỉ đấy ạ. Đồi cháy và đồi ép đó là trận địa của chúng ta, có vị trí thấp hơn ngọn đồi A1 nên chịu hỏa lực bắn thẳng từ trên đỉnh đồi này xuống ạ. Tôi phát đó ở trên cao, nó quan sát chúng ta rất là rõ. Nếu mỗi khi chúng ta tấn công lên ngọn đồi này thì nó lại rút vào trong những căn hầm cố thủ.
gọi pháo nã vào đội hình của chúng ta. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta hy sinh rất là nhiều ạ. Nên ngọn đồi F kia ạ, theo hướng tây cháu chỉ đấy ạ, gọi là đồi tử địa. Và trong 3 đợt tấn công đầu tiên diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 thì chúng ta chỉ chiếm được non nửa quả đồi phía đông ạ. Bác sẽ đánh đến vị trí nào thì công tác đã cho pháo binh không quân xe tăng nhiều lần phản kích của bộ chúng ta phải rút ở phía dưới cửa mở. Và giới thiệu với chú Đăng, khi chúng ta đánh đến bức tường màu hồng nhá, đó chính là nơi giành giật giữa ta và thực dân Pháp, thì ta đánh đến vị trí đó. Nhưng mà tình hình vẫn không thay đổi, quân Pháp vẫn chiếm 2/3 cứ điểm, là từ cái bức tường màu hồng hất về đây là phía tây ạ. Quân Pháp vẫn chiếm 2/3 cứ điểm, còn từ bức tường màu hồng hất về phía đông là 1/3 cứ điểm là của quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong 2 ngày đêm trung đoàn 102 với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thì lúc này con số thương vong là 840 chiến sĩ. Và lúc này là bộ chỉ huy chiến dịch đã lệnh cho trung đoàn 102 rút về phía dưới cửa mở và trao trả lại trận địa trung đoàn 174 để tiếp tục chiến đấu. Và sau 3 đợt tấn công đó thì chúng ta bước vào đợt phòng ngự với nhiệm vụ lại đánh địch phản kích và giữ vững phần cứ điểm mà ta đã chiếm được. Nhưng lúc này bộ chỉ huy của chúng ta đã có một quyết định, đó là tiêu diệt bằng được cái cứ điểm đối A1 và một kế hoạch lấy hầm trị hầm được vạch ra. Và chúng ta đã đào một hệ thống đường hầm ngầm ạ để chứa thuốc nổ. Cửa hầm là qua cái viên sắt kia ạ. Mà sau sau lúc của đường màu hồng đấy là cái cửa hầm. Từ một vết hào cột này chúng ta chiếm được của dân Pháp thì là từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 thì một đội công binh M83 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung cùng với hai đồng chí Nguyễn Bạch và Nguyễn Điệt thì đêm đầu tiên ạ chúng ta đã chọn ra 3 đồng chí khỏe nhất, Lưu Viết Thoảng, Nguyễn Bạch, Nguyễn Văn Khối. Chúng ta khoét lên cửa hầm và khi chúng ta khoét được mỗi bề được khoảng 90cm thì đồng chí trung đội bộ binh đứng yểm trợ đã bị một viên đạn trúng ngực và anh đã hy sinh. Và đêm thứ hai thì chúng ta lại chọn ra 12 đồng chí ạ, chia làm 4 tổ để thay phiên nhau đào, nhưng mỗi tổ chỉ đào được khoảng nửa tiếng đã phải thay ca. Đến khi mà càng đào vào sâu thì trong đường hầm nó lại thiếu ánh sáng và dưỡng khí. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta đã phải khắc phục bằng cách là dùng quạt nan để quạt đưa không khí vào trong đường hầm. Một đồng chí đào và hai đồng chủ chí ở phía ngoài là quạt đưa không khí vào trong đường hầm. Và đúng là đất đá càng đào vào sâu moi ra rất là nhiều ạ, nếu mà đổ ra ngoài thì sẽ bị lộ ngay. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta đã phải khắc phục bằng cách là phải lấy cái mảnh dù của dân Pháp bay thành túi, đổ đất đá vào đó rồi bò trườn đổ sang bên đường cháy kia ạ, và đắp vào bờ công sự. Và khi chúng ta đào được khoảng 33m ạ thì vướng vào móng lô cốt cũ của dân Pháp. Chúng ta tưởng rằng là đến chân hầm này rồi, nhưng ban ngày chúng ta xác định lại là từ cái vị trí ô bộc phá đến cái vị trí chân hầm này là khoảng 25m mới tới. Thì lúc này là không còn đủ thời gian nữa, được lệnh cấp trên ta dừng lại và ta đã đào thêm một cái ngách hình chui vồ để chứa thuốc nổ. Và sau 15 ngày đêm chúng ta đã hoàn thành đào hệ thống đường hầm ngầm dài 33m để chứa thuốc nổ. Nhưng một khó khăn lớn đặt ra cho chúng ta, lúc này cả kho trung đoàn của chúng ta chỉ có 200kg thuốc nổ thôi. Nếu mà chờ hậu phương lên tiếp tế thì chậm. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta phải khắc phục bằng cách là phải đi tháo gỡ từng những quả bom chưa nổ của thực dân Pháp ở gần cứ điểm Bản Kéo ạ. Một công việc rất là nguy hiểm và khó khăn. Và cuối cùng thì các chiến sĩ của chúng ta đã tháo gỡ được khoảng hơn 600kg thuốc nổ. Và từ các nguồn các nơi cân lại thì chúng ta đã có gần 1.000kg thuốc nổ. Khi được một khối thuốc nổ lớn như vậy thì các chiến sĩ của chúng ta đã bí mật chia nhỏ khối thuốc nổ đó ra, bí mật vận chuyển vào cuối đường hầm này. Và trong 2 đêm, ngày 4 và ngày 5 thì các chiến sĩ chúng ta đã vận chuyển xong vào cuối đường hầm. Khi đã vận chuyển sát xếp xong rồi ạ, thì lúc này các phương án tổ của bộc phá được đặt ra. Phương án thứ nhất đó là điểm hỏa điện. Nhưng nếu như mà điểm hỏa điện không thực hiện được thì chúng ta phải chuyển sang phương án thứ hai, đó là dập nụ xòe. Nhưng nếu như cả hai phương án mà có bộc phá không nổ thì các chiến sĩ của chúng ta phải làm như thế nào ạ? Thì lúc này có hai đồng chí Nguyễn Bạch và Nguyễn Điện đã xung phong làm người cảm tử, mỗi người ôm một bó lựu đạn để kích hoạt khối bộc phá. Và chúng ta cũng xác định rằng khối bộc phá này nổ ạ, mà không đánh sập được căn hầm này thì cũng dám một đòn choáng váng vào tinh thần binh lính của quân thù. Và trước khi giật nổ khối bộc phá thì đơn vị đã làm lễ chế độ sống cho hai anh và có hỏi rằng là các anh có dặn dò gì nữa không. Và anh ấy trả lời là chúng tôi không có dặn dò gì nữa, chỉ nghe hiệu lệnh tất cả cùng xung phong. Và kính thưa quý đoàn, là chiều ngày 16 tháng 5 ạ, là một ngày vô cùng là đặc biệt. Các chiến sĩ không ai bảo ai đều tự mặc cho mình bộ quần áo mới nhất, nay mịt gọn gàng. Và đồng chí Trần Quý đã viết một bức thư gửi cho mẹ, và nội dung bức thư đó đã nói rằng: mẹ ơi, con biết mẹ không buồn sao được, vì cả nhà chỉ có một mình con là con trai. Thầy con đã sinh cách đây 7 năm, mẹ đành sống trong những năm tháng đau thương. Và mong muốn lớn nhất của mẹ là thấy con trở về. Nhưng ngày con trở về có thể là đô thành vào dịp cầu hoa, nhưng nếu trong trận đánh này con không quay trở về thì xin mẹ hiểu cho con, vì nghĩa cử thiêng liêng, vì tình yêu quê hương đất nước. Và kính thưa quý đoàn, là đợt tấn công thứ tư diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 đến sáng ngày 17 tháng 5 năm 1954, đúng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung,
cùng với hai đồng chí Nguyễn Bạch và Nguyễn Điệp thì khối bộc phá này đã được điểm hỏa. May mắn rằng ở cả ba phương án thì ở phương án thứ nhất đã thực hiện thành công. Khối bộc phá nổ đã tạo ra một tiếng nổ lớn trầm đục làm rung chuyển cả một ngọn đồi, một cột khói bốc lên cao. Chất nổ đã phá hủy một số lô cốt chiến hào xung quanh, diệt một phần đại đội dù số 2 của thực dân Pháp. Và những xe trong căn hầm kia, chữ sức ép đã chảy máu mũi, máu tai, máu mồm. Và trước thời cơ đó, quân ta bỏ các ụ súng đánh thẳng vào sở dư của quân Pháp lên địch đồn. Nhưng tại đây, phần lớn các chiến sĩ trong tổ xung kích của chúng ta đã lần lượt hy sinh. Và khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 5 thì đại đội 315 của chúng ta đã kẹp chặt hai gọng kìm Đông và Tây Nam Chúng ta đã loại được tiểu đoàn rùa thuộc địa số 1, bắt sống được viên đại úy Bùi Dê chỉ huy cứ điểm và 34 lính tù. Và trải qua 39 ngày đêm, chúng ta đã giải phóng được hoàn toàn cứ điểm với một vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chúng ta đã loại được 4 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn cơ động và diệt được 825 tên địch. Nhưng đối với quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta thì 2516 những người con ưu tú chúng ta đã nằm lại trên đồi A1 này ạ. Và kính thưa quý đoàn, trong quá trình mà chúng ta đào hệ thống đường hầm ngầm dài 33 mét kia thì trong quá trình chi viện, đơn vị bộ binh của chúng ta đã hy sinh được gần 300 chiến sĩ. Vì vậy đường hào đó gọi là đường hào đẫm máu, bao liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào, người tiếp người giật giành từng tấc đất, hố bộc phá hình loa kèn xung trận vọng ngàn năm như mệnh lệnh không lời. Và kính thưa quý đoàn, tại đối A1 này thì có một điều chắc chắn rằng nó còn rất rất nhiều ạ. Hài cốt của anh là mãi yên nghỉ tại nơi đây thì trong quá trình. Tiếng khen anh, thương anh, theo anh
ngày xuân miệng em cười, áo em rực rỡ màu núi màu rừng, cho lòng anh mê say ngon ơi. Chẳng nghe khen anh gọi, chụp trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn. Sao em mãi mê hát chẳng nghe tiếng khen anh, bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng với nỗi buồn. Nóng ơi hãy về cùng xa, hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn, thương anh theo anh về bàn. Nọng ơi nọng ơi nọng ơi của Nghệ An. Thế còn hướng dẫn viên con tên là Ngô Lai và đến từ Ứng Hòa của Hà Tây cũ. Chúc mừng người dân tộc Thái của tỉnh Điện Biên đâu ạ. Rất vinh dự được đồng hành cùng với các cô chú trong buổi sáng hôm nay tại di tích Hầm Đờ Cát, và hướng dẫn viên con xin chúc các cô chú có một chuyến tham quan đầy thú vị và ý nghĩa trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng ạ. Vâng, con xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, nhà mình rất là thông cảm vì là do là trời mưa tự nhiên thôi ạ, và nước đã bị ngập trong hầm, chính vì vậy mà các cô chú sẽ không vào trong hầm để tham quan từ gian một. Thế nhưng mà dừng chân ở vị trí trên này, hướng dẫn viên con cũng sẽ chia sẻ toàn bộ những nội dung ở phía dưới hầm. Vâng, và các cô chú vì là ở ngoài đường có ô tô rất là gây tiếng động lớn, thì chính vì vậy mà mong rằng các cô chú vâng vui lòng trật tự hết sức tối đa giúp hướng dẫn viên, thì hướng dẫn viên truyền tải toàn bộ nội dung di tích Hầm Đờ Cát đối với các cô chú có được không ạ? Cảm ơn, con xin chân thành cảm ơn. Con xin kính thưa các cô chú, các cô chú đang có mặt tại di tích Hầm Đờ Cát, và Hầm Đờ Cát là tên thường gọi của nhân dân địa phương để chỉ ra rằng đây chính là nơi làm việc của Bộ Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, trong đó có viên tướng Tổng Chỉ huy Đờ Cát Stê. Hầm Đờ Cát được đặt ở vị trí trung tâm và nằm sâu dưới lòng đất. Mái hầm được lợp bằng những tấm thép uốn sóng, trước đây trên còn được phủ rất nhiều thân cây và bao tải cát nữa. Thế còn ở phía dưới trần là những tấm ghi dày cùng những phiến gỗ tròn. Những phiến gỗ tròn ấy được do quân Pháp dỡ nhà phá bản dân ta mang về. Hầm Đờ Cát có hai cửa, một cửa vào hướng đông, một cửa ra hướng nam. Với chiều dài của hầm là 20m, rộng 8m và được chia thành 4 ngăn. Xin kính thưa các cô chú, khi di chuyển vào trong hầm thì ngăn bên tay trái lối vào là nơi làm việc của thiếu tá Lê Út và đại úy Mỹ Hay, hai tham mưu phó của tập đoàn. Thế còn bên tay phải lối vào, kính thưa các cô chú, đó chính là nơi làm việc của trung tá Pidot, chỉ huy pháo binh của Pháp. Nếu các cô chú đã biết về trung tá Pidot thì biết rằng ông ta bị cụt một cánh tay trái trong một trận chiến tại Ý năm 1943, nhưng ông ta vẫn được giữ lại trong quân đội bởi những kinh nghiệm và chuyên môn rất giỏi của ông ta. Và khi ngài bộ trưởng các quốc gia liên kết Mark Ramke lên thị sát Điện Biên Phủ, có gợi ý với trung tá Pidot rằng trung tá Pidot có cần lấy thêm pháo không, tôi sẵn sàng chi viện thêm pháo. Thế nhưng Pidot đã từ chối, thậm chí ông ta còn huênh hoang và ngọt mạng tuyên bố rằng pháo binh ở Điện Biên thế là quá mạnh rồi, nếu pháo binh Việt Minh tấn công vào đây tôi xin lấy danh dự thề rằng chỉ cần 5 phút tôi sẽ khóa hạt pháo Việt Minh lại. Nhưng trong đợt tấn công thứ nhất của chúng ta vào cứ điểm Him Lam, chỉ sau hơn 5 giờ đồng hồ chiến đấu, chúng ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm này. Và lúc này Pidot rất bất ngờ, không hiểu vì sao pháo binh của Việt Minh ở đâu lại nhiều và mạnh đến như vậy. Xấu hổ với lời nói huynh hoang của mình, đồng thời sợ bị khiển trách, chính vì vậy mà Pidot đã làm sao các chú các cô? Pidot đã phải tự sát bằng một trái lựu đạn trong căn hầm chỉ huy pháo binh của ông ta ở phía bên kia đầu cầu Mường Thanh vào đêm ngày 15 tháng 3 năm 1954. Sau khi Pidot tự sát, để trấn an tinh thần binh lính Pháp lúc bấy giờ, Đờ Cát đã cho lấp ngay căn hầm chỉ huy pháo binh ấy, đồng thời báo cáo với Nava và cô Nhi rằng Pidot đã hy sinh trên trường danh dự. Xin kính thưa các cô chú, trước khi chúng ta rẽ vào hầm Đờ Cát Sơ Ri ở phía bên kia sông Đậm Đốm, có một cây cầu sắt được bắc qua đấy ạ, các cô chú có quan sát thấy không ạ?
Đó chính là cây cầu Mường Thanh, cây cầu lịch sử mà quân Pháp đã xây dựng tại Điện Biên Phủ vào năm 1953. Và ở đầu cầu Mường Thanh bên kia có một khu chợ, thì trong khu chợ ấy có căn hầm chỉ huy pháo binh. Và Trung tá Vidor đã tự sát bằng một trái lựu đạn trong căn hầm chỉ huy pháo binh ấy vào đêm ngày 15 tháng 3 năm 1954. Xin kính thưa các cô chú, năm thứ hai của di tích hầm Đờ Cát, đó chính là nơi làm việc của cơ quan yểm trợ không lực do thiếu tá Cơ Đanh chỉ huy. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1954, pháo cao xạ của chúng ta hoạt động mạnh đã hoàn toàn làm chủ bầu trời Điện Biên Phủ, đồng thời tăng cấp đất lượng đường băng sân bay Mường Thanh. Chỉ vì vậy mà không một máy bay nào của Pháp có thể hạ cánh được để tiếp tế vào máy bay của chúng. Đã phải bay cao trên 2.000 mét để thả dù hàng, hơn nửa số dù hàng ấy đã rơi làm vào trận địa của chúng ta. Vô tình ta đã được Pháp tiếp tế rất nhiều lương thực và đạn dược trong chiến dịch này. Thế nhưng quá tay cú vẫn thất bại liên tiếp tại chiến trường Điện Biên Phủ. Vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1954, Đờ Cát đã huy động 4 chiếc máy bay Dakota đã ném bom vào trại tập trung Nong Nhai, nằm cách đầu trào Điện Biên Phủ khoảng 4-5 km về phía nam. Khi ấy ở trong bản lại đang diễn ra một đám tang như một người xấu số. Vậy là 444 người dân vô tội của chúng ta đã bị sa thải, trong đó đa số là phụ nữ, người già, trẻ em. Một cảnh tượng đau thương kinh hoàng đã hiện ra trước mắt, đâu đó với những tiếng gào khóc: bố ơi, mẹ ơi, chết hết rồi. Và đó chính là một ngày đau thương nhất của nhân dân Điện Biên Phủ trong chiến dịch này. Và để tưởng nhớ tới những người dân vô tội đã bị sa thải ngày hôm ấy, thì ngày nay tỉnh Điện Biên đã xây dựng khu hận thù Nong Nhai. Ở đó có hình tượng một người mẹ dân tộc Thái bế một người con còn rất nhỏ, nhưng người con đã chết trên tay mình, vô cùng đau xót các cô chú ạ. Và đến với ngăn thứ ba của di tích hầm Đờ Cát. Đến với ngăn thứ ba thì ở bên phía tây trái, đó là nơi làm việc của tham mưu trưởng Kenler. Đấy được coi là ngăn phòng kém may mắn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bởi chiến dịch diễn ra trong 56 ngày đêm mà chính phủ Pháp đã phải thay 5 lần tham mưu trưởng do mất tinh thần trước sức tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam và chúng đã phải trở về nước. Thế còn tại ngăn thứ ba kia, bên phía tây phải nối vào, đó chính là nơi làm việc của tướng De Castri. Và De Castri, họ tên đầy đủ của ông ta đó là Christian Marie Ferdinand, rồi là De Castri. Ông ta sinh ngày 11 tháng 8 năm 1902 trong một gia đình quý tộc tại Paris, nước Pháp. Lên Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 12 năm 1953 và nhận chức chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với quân hàm đại tá. Lúc này rất nhiều các sĩ quan Pháp thì sợ bài những người sau các tướng và tướng tin không ai làm bất thường tử hát. Sở dĩ De Castri được sự tin tưởng tuyệt đối của Nga và Vương Nghi, trong dòng họ của Đờ Cát đã có người giữ tới chức thống trị.
Tiêu biểu trong đó phải nói đến công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu,
và giới thiệu quyển sách. Ở đây chính là cây đào mang tên đồng chí Tô Hiệu, và đó chính là một biểu tượng cho tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cộng sản nơi ngục tù tăm tối. Dạ vâng, sau đây xin mời đoàn tiếp tục di chuyển. Dạ vâng, cái đặc và khiến các hành đang lúc nào cũng hôi thối ô nhiễm và ngột ngạt. Dạ vâng, đoàn đây thì là mình có thể quan sát thấy là tối nay Sơn La hiện nay cũng đã không còn nguyên vẹn như trước, và đã trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thì vào năm 1952, thì sau khi thua tại chiến dịch Tây Bắc của quân và dân ta, thực dân Pháp đã cho máy bay chuyển pháo bỏ đi tất cả các hạng mục này. Tặng khi mới 14 tuổi. Và đến năm 1939, khi đang là bí thư huyện ủy Hải Phòng, thì đồng chí Tô Hiệu đã bị thực dân Pháp bắt và đẩy sang tù nhà Sơn La với mức án 10 năm nhà tù. Và tại đây thì đồng chí cũng được anh em kế nhiệm bầu làm bí thư thị bộ và là trưởng ban đào tạo huấn luyện tại một số Sơn La. Và đồng chí công tác ở phía trung tâm và chiến tranh ở phía bên ngoài cổng chính là vẫn còn nguyên nhá, và các hạng mục bên trong này thì đã được phục chế lại rồi. Đây thì có chiều dài là 1,6 m, chiều rộng khoảng 1 m và chiều cao cũng chỉ khoảng 1 m, và thông thường sẽ giam giữ đây từ 1 đến 2 tù nhân, và cao điểm thì dân pháp đã dồn 4 tù nhân trong thành giam này, mà các anh em chỉ có thể ngồi bò gối, đứng khom lưng hoặc đảo ngang nằm co. Và đặc biệt trong các phòng giam nhỏ hẹp như vậy thì được dân pháp phải đặt thùng đựng phân không có nắp đậy, khiến cho phòng giam lúc nào cũng hôi thối ô nhiễm mà quần ngạt. Nhà tù Sơn La khoảng 400 m đi về phía chân đồi, thì lát nữa thông quan xong thử mời đoàn di chuyển xuống khu thắp hương tri ân với giáo sư Tô với dung tích là 50 m tối nước để dành cho anh em tù nhân sinh hoạt, nhưng lại không có hệ thống dẫn nước vào mà chúng tạo công việc tủ tay anh em tù nhân. Thì hàng ngày thì chúng sẽ bắt các tù nhân phải lấy nước từ con suối Nậm La cách nhà tù Sơn La khoảng 1 km rồi đẩy được con dốc đổ vào bể này, với định mức là một tù nhân phải đẩy được 7 chuyến xe nước như là xe kia, và hai tù nhân phải chung nhau 14 chuyến. Chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui đi chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em, ấy là chàng trai côi ngô về. Dòng của chàng hay quá, chúng em vẫn vui chân đi bên em mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời, mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên tuổi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em, ái là chàng trai khôi ngô ghê. Giọng của nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá, mà
nhỏ trong mắt em. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chợ của mình vui quá, mà sao chẳng hay quá. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trong con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng người mơ xa. Sương ban nở trắng xinh, cùng lắng em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em. Bạn làng vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lâm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới. Em cho tôi vòng nhỏ, và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp anh sẽ gặp. Chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì mà sương ban nở trắng. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tim mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ, và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác hành sẽ gặp mùa xuân vàng.